Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư, ngày 29 tháng 5 năm 2024 với những chuyên mục Tin Thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội, ý cầu nguyện trong tháng 6 của Đức Thánh Cha, thông điệp hy vọng cho ngày du lịch thế giới 2024 và Tòa Thánh nhận được đánh giá tích cực liên quan đến tiêu chuẩn tài chính quốc tế. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng Giáo phận Hà Nội. Tại Tổng Giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý. Trong tâm tình của tháng hoa mừng kính Đức Mẹ, vào chiều thứ Hai ngày 27 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Hành hương Bằng Sở, Giáo hạt Phú Xuyên xuất sáng cử hành đồng tiến dâng hoa, rước kiệu và thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Maria. Tham dự buổi đồng tiến dâng hoa có 50 đội hoa đến từ 25 giáo xứ trong Giáo hạt Phú Xuyên với khoảng 1.000 con hoa. Cùng tham dự còn có ban kèn, ban trống đến từ các giáo xứ trong giáo hạt. Sau lời chia sẻ và khai mạc của cha Giuse Vũ Ngọc Duẫn, chính xứ Bằng Sở, các đội hoa cùng với những đóa hoa tươi thắm, những điệu vũ nhẹ nhàng gói trọn trong tâm tình yêu mến dâng tiến lên Mẹ. Khép lại cử hành đồng tiến dâng hoa, quý cha cùng với các đội hoa, ban kèn, trống và đông đảo cộng đoàn bước vào cuộc rước kiệu tuần vinh Đức Mẹ xung quanh giáo xứ Bằng Sở. Thánh lễ tạ ơn mừng kính Đức Mẹ được cử hành long trọng vào lúc 19 giờ do cha xứ Bằng Sở chủ sự. Kế đó, tiếp nối chương trình thường huấn của Ủy ban Giáo dân dành cho các hội đoàn. Vào sáng thứ Ba, ngày 28 tháng 5, tại nhà thờ giáo xứ Cẩm Sơn, Giáo hạt Phù Lý tổ chức thường huấn cho đại diện các hội đoàn nam với sự tham dự của 360 tham dự viên. Trong ngày thường huấn, cha Giuse Tạ Xuân Hòa, đặc trách Ủy ban Giáo dân Giáo hạt Phù Lý, chia sẻ cùng quý hội đoàn về kỹ năng lãnh đạo hội đoàn. Tiếp đến, với thao thức giúp các tham dự viên thực hành tốt việc canh tân đời sống các hội đoàn, cha Giuse Nguyễn Văn Liên, trưởng Ủy ban Giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội, giải thích rõ mục đích việc tham gia các hội đoàn là thánh hóa bản thân và làm việc tông đồ. Cha cũng nhấn mạnh thêm về sự khác biệt giữa việc tham gia các hội đoàn công giáo với đoàn thể khác ngoài xã hội. Sau bài giảng của quý cha đặc trách, các tham dự viên có 45 phút để chia sẻ những cảm nghiệm, suy tư, thao thức và mong ước khi tham gia sinh hoạt tại hội đoàn của mình. Vào lúc 10 giờ 45, cộng đoàn cùng xuất sáng tham dự thánh lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các Kitô hữu. Ý cầu nguyện trong tháng 6 của Đức Thánh Cha. Vào chiều thứ Ba ngày 28 tháng 5, mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng đã phổ biến video ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho tháng 6, cầu cho những người phải trốn chạy khỏi đất nước của mình. Đây cũng là tháng mà Liên Hợp Quốc kỷ niệm ngày tị nạn thế giới vào ngày 20 tháng 6. Được sản xuất với sự cộng tác của TeleVID và với sự hỗ trợ của Thánh Bộ Cổ Võ Sự Phát Triển Con Người Toàn Diện, video của Đức Thánh Cha cho tháng 6 là một câu chuyện về biên giới ở nhiều nơi trên thế giới. Trong video, Đức Thánh Cha nhắc nhở các Kitô hữu rằng bất cứ ai chào đón một người di cư đều chào đón Chúa Kitô và bày tỏ bối cảnh này thường bị lãng quên như thế nào. Đức Thánh Cha nói, cảm giác mất đi cội nguồn hoặc không biết mình thuộc về đâu thường đi kèm với tổn thương mà những người bị buộc phải rời bỏ quê hương vì chiến tranh hoặc nghèo đói phải trải qua. Vì lý do này, Ngài khuyến khích, chúng tôi cổ vũ một nền văn hóa xã hội và chính trị nhằm bảo vệ các quyền và phẩm giá của người di cư, một nền văn hóa cổ vũ khả năng họ có thể đạt được tiềm năng trọn vẹn của mình. Đồng ý Michael Cheney, Tổng trưởng Thánh bộ Cổ võ Sự Phát triển Con Người Toàn Diện, cơ quan tổ chức Ngày Thế Giới, cho biết, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đồng hành với dân của người. Thánh gia đã phải trở thành những người tị nạn ở ngoại quốc vì sự sống của Hài Nhi Giê-xu gặp nguy hiểm. Tất cả chúng ta đều được mời gọi chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập bất kỳ người nào đã trốn khỏi quê hương để cứu lấy mạng sống của họ hoặc những người đang tìm kiếm một tương lai xứng đáng. Qua việc bảo vệ quyền lợi của người di cư, sự phát triển con người toàn diện của mỗi người sẽ được thăng tiến và các cộng đoàn chào đón sẽ được phong phú về nhiều mặt. Trong những năm gần đây, số người phải di rời đã vượt quá con số trong thời Thế chiến thứ hai. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, trong năm 2023 đã có 110 triệu người bị buộc phải di rời trên khắp thế giới. Cha Frederick Forlos, dòng tên, Giám đốc Quốc tế Mạng lưới Cầu Nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha, đã suy ngẫm về ý định của tháng này, đồng thời nhắc lại thảm kịch của những người di cư và tị nạn. Những người di cư chạy trốn chiến tranh và nạn đói thường là những người sống sót sau những chuyến hành trình tuyệt vọng, là đối tượng của các cuộc chiến chính trị. Điều quan trọng cần nhớ là chúng tôi không phải là những con số hay số liệu thống kê. Họ là những con người. Lịch sử cá nhân và tập thể của chúng ta được đánh dấu bằng sự di cư. Thay vì đối xử với người di cư như một gánh nặng hay một vấn đề, chúng ta nên tìm giải pháp dựa trên lòng trắc ẩn và tôn trọng phẩm giá con người của họ. Tầm nhìn này bắt nguồn từ tin mừng và lời cầu nguyện và huấn quyền của giáo hội nhắc nhở chúng ta về điều này.
thông điệp hy vọng cho ngày du lịch thế giới 2024. Được tổ chức hàng năm vào ngày 27 tháng 9, năm nay Bộ Truyền giáo đã đưa ra thông điệp cho ngày du lịch thế giới 2024 có chủ đề Du lịch và hòa bình, đồng thời kêu gọi cam kết về tình huynh đệ và sự hiểu biết trong bối cảnh xung đột toàn cầu. Trong thông điệp, Đức Tổng giám mục Rino Fisichella nhấn mạnh vai trò thiết yếu mà trao đổi văn hóa thông qua du lịch có thể đóng góp trong việc thúc đẩy hòa bình. Ngài nói, việc trao đổi văn hóa giữa các dân tộc vốn là một hình thức đặc quyền trong du lịch cũng có thể trở thành một cam kết cụ thể cho hòa bình. Ngài thừa nhận tác động tàn khốc của chiến tranh đối với du lịch, đồng thời cảnh báo rằng sự vắng mặt của khách du lịch tạo ra một biểu hiện bổ sung về tình trạng nghèo đói trong dân chúng, vốn mất đi một hình thức sinh kế cần thiết để sống với phẩm giá xứng đáng. Bộ Truyền giáo tìm cách góp phần vào việc truyền bá thông điệp hòa bình, đặc biệt là giữa những người làm việc trong lĩnh vực du lịch. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục bày tỏ lòng biết ơn tới nhiều linh mục và giáo dân đã cống hiến hết mình cho việc tăng cường du lịch và hành hương, bất chấp những thách thức do các hạn chế về an ninh đặt ra. Thông điệp Ngày Du lịch Thế giới cũng phản ánh sự ủng hộ của Đức Thánh Cha Francisco đối với một nền văn hóa gặp gỡ. Đức Tổng giám mục Fisichella viết rằng, sự quan tâm lay động hàng triệu khách du lịch có thể dễ dàng kết hợp với cam kết về tình huynh đệ, từ đó tạo ra một mạng lưới sứ giả hòa bình, lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về một sự cởi mở thỏa đáng và đích thực đối với thế giới, với khả năng cởi mở với người lân cận trong một gia đình gồm các quốc gia. Để kết luận, Đức Tổng giám mục Fisichella nhấn mạnh rằng du lịch và hòa bình hợp nhất với niềm hy vọng trở thành thông điệp hấp dẫn cho Ngày Du lịch Thế giới 2024 đối với những người điều hành du lịch và những người thực hiện cuộc hành trình với cảm xúc và mong muốn để có được sự thanh thản và hòa hợp. Tòa Thánh nhận được đánh giá tích cực liên quan đến tiêu chuẩn tài chính quốc tế. Theo một tuyên bố của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm thứ Ba ngày 28 tháng 5 vừa qua, báo cáo theo dõi thường xuyên đầu tiên của Ủy ban MONEYVAL của Hội đồng châu Âu đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Tòa Thánh trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn tài chính quốc tế. Báo cáo dựa trên đánh giá được thực hiện trong phiên họp toàn thể lần thứ 67 được tổ chức tại Strasbourg ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024. Tuyên bố chỉ ra rằng, Tòa Thánh, bao gồm cả thành phố Vatican, đã nhận được đánh giá tích cực trong báo cáo theo dõi thường xuyên đầu tiên của Ủy ban MONEYVAL đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực của Tòa Thánh nhằm tuân thủ chuẩn mực tài chính quốc tế. Ủy ban này chịu trách nhiệm đánh giá việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế của các quốc gia thành viên trong việc chống rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. Ban đầu đã đánh giá Tòa Thánh vào tháng 4 năm 2021. Báo cáo tiếp theo gần đây đánh giá tiến bộ đạt được kể từ đó. Báo cáo nhấn mạnh rằng, Tòa Thánh đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc tăng cường khuôn khổ pháp lý và quy định của mình. Ủy ban đã công nhận những tiến bộ này và phù hợp với các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm phòng chống rửa tiền, tài trợ chống khủng bố và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Báo cáo của Ủy ban nói chung là tích cực, khen ngợi Tòa Thánh vì những nỗ lực siêng năng trong 3 năm qua. Những tiến bộ này đã dẫn đến việc đánh giá được cải thiện về mức độ tuân thủ của Tòa Thánh đối với các khuyến nghị của lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính. Lần đánh giá tiếp theo về việc tuân thủ kỹ thuật của Tòa Thánh được lên kế hoạch trong 4 năm kể từ bây giờ. Đánh giá sắp tới này có thể sẽ là một phần của vòng đánh giá chung lần thứ 6 liên quan đến tất cả các khu vực pháp lý tuân thủ Ủy ban MONEYVAL. Chuyên mục Suy tư tản mạn. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống mà chúng ta đang sống bao hàm cả niềm vui, nỗi buồn, thất vọng và cả hy vọng. Không ai kiêu hãnh mà tự cho mình là không có bệnh cả. Có người thì bệnh về thể lý, người khác lại bệnh về tâm lý, vân vân và vân vân. Và cũng vì thế mà cụm từ chữa lành đang trở thành hot trend và ai ai cũng cần được chữa lành. Dưới ngòi bút mang âm hưởng mục vụ dưới đây, Linh mục Giuse Tạ Xuân Hòa, Tổng giáo phận Hà Nội sẽ cho chúng ta một cái nhìn hiện thực về sự chữa lành. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Có một lần trò chuyện với mấy anh em thân hữu, tôi có nhắc đến cụm từ chữa lành. Thế là tôi được anh em cho biết đây là từ hot trend của giới trẻ hiện nay. Nếu như cuối năm trước người ta nói đến tranh vênh thì bây giờ là hai từ chữa lành. Trên tất cả các diễn đàn, các bạn trẻ đều nhắc đến hai từ này. Đi đâu hay làm gì cũng là để chữa lành. Tại sao cụm từ chữa lành lại được nhắc đến nhiều? Câu trả lời thật đơn giản là con người ngày nay có quá nhiều bệnh tật. Những thức ăn không lành mạnh dẫn đến những căn bệnh về thể lý, những mệt mỏi căng thẳng, áp lực của công việc dẫn đến những căn bệnh về tâm lý. Những vụ việc như học sinh nhảy lầu tự tử hay giám đốc công ty tìm đến cái chết để không phải đối diện với pháp luật diễn ra ngày một nhiều.
Hơn lúc nào hết, con người cần được chữa lành. Con người cần phải trở về với tự nhiên để tìm lại sự quân bình cho chính mình. Vậy chữa lành là gì? Tôi không muốn bàn sâu vào chuyên môn về từ ngữ bởi bạn có thể tìm hiểu trên Google định nghĩa về chữa lành một cách nhanh chóng. Tôi chỉ hiểu một cách nôm na là con người thường hay mắc bệnh về thể lý và tâm lý. Đôi khi bệnh tâm lý sẽ ảnh hưởng đến bệnh thể lý. Chữa lành chính là quá trình phục hồi thể lý và tâm lý để con người trở về trạng thái mạnh khỏe cả thể xác và tâm hồn. Trong bài viết ngắn gọn này, tôi chỉ xin chia sẻ một vài mẩu chuyện mục vụ tôi đã gặp để thấy một điều rằng dường như ai cũng có bệnh và ai cũng cần được chữa lành. Bệnh tôi đề cập đến ở đây là bệnh về tâm lý chứ không phải thể lý. Chiều qua, có một ông đến từ một giáo họ nhỏ trong khu vực tôi coi sóc tới gặp tôi. Ông đến mang theo nhiều ưu tư, nhìn nét mặt và cử chỉ của ông, tôi hiểu là ông đang có nhiều nỗi bức xúc trong tâm hồn. Khu vực tôi coi sóc đang bầu lại ban hành giáo họ của ông cũng vừa bầu xong nhưng chưa công bố. Khi ông đến tìm tôi đã đoán ra phần nào ông sẽ nói gì với tôi. Ông kể tôi nghe về những mâu thuẫn của ông với một trong số những người đang làm trong ban hành giáo. Ông sợ người đó sẽ lại trúng cử nên đề nghị tôi cân nhắc không nên đưa người đó vào ban hành giáo mới. Những mảng ký ức ông kể, đôi khi tôi cũng không hiểu hết. Tôi chỉ biết là trong lòng ông không được bình an. Và đây rõ ràng là người đang cần được chữa lành. Tôi có ý định chia sẻ với ông để giúp ông hiểu thấu, nhưng tôi lại chọn im lặng. Có lẽ để sau khi tôi công bố ban hành giáo ở giáo họ của ông, tôi sẽ gặp để nói chuyện với ông. Sáng nay, tôi dâng lễ ở một giáo họ. Cuối thánh lễ, tôi công bố ban hành giáo mới cho giáo họ. Lễ xong, tôi vừa bước vào phòng khách thì một bà tới gặp tôi. Bà lớn tiếng nói với tôi rằng, cha không nên đưa người này vào ban hành giáo. Thế rồi bà kể những bức xúc trong suốt 4 năm qua bà chịu đựng với người ấy. Nhìn khuôn mặt và giọng nói đôi lúc hụt hơi của bà, tôi thấy thương bà thực sự. Tôi bình tĩnh lắng nghe bà nói hết câu chuyện. Sau đó tôi mới lên tiếng, tôi nói với bà ấy rằng, trước hết tôi cảm ơn bà vì đã vào gặp tôi. Bà đã nói lên được những bức xúc trong tâm hồn từ nhiều năm nay. Tôi tin là chính Chúa Thánh Thần đã dẫn đưa bà tới đây. Bà đang là người có bệnh nhưng bà không ý thức được. Bà cần phải được chữa lành. Không có ai là hoàn hảo cả. Đối thủ của bà trong con mắt của bà rất tệ, nhưng lại không phải như thế với người dân trong giáo họ. Bằng chứng là người ấy đã có đủ số phiếu để trúng cử vào ban hành giáo. Đây quả là cơ hội thuận tiện để bà được hòa giải với người ấy. Suốt nhiều năm qua, bà đã mang theo những lời nói, những cử chỉ và hành động của người ấy trong lòng và luôn cảm thấy bức xúc. Bà biết không, có thể người ấy nói xong, hành động xong thì đã quên từ lâu, còn bà thì cứ ôm giữ để rồi không được bình an. Hôm nay là một ngày thật tuyệt vời cho bà. Chính Chúa đã thúc đẩy bà tới với tôi. Tôi cầu nguyện cho bà sớm nhận ra vấn đề không nằm ở những người bên ngoài mà vấn đề là trong tâm hồn bà. Bà cần buông bỏ để tâm hồn bình an. Thay vì lên án đối thủ, bà hãy cầu nguyện cho người ấy để người ấy hoàn thành tốt sứ mạng được trao. Bà cũng hãy tìm gặp và bắt tay với người ấy để từ đây mối tương quan của bà với người ấy chính thức được chữa lành. Sau khi nghe tôi chia sẻ, tôi thấy nỗi bức xúc của bà đã hạ xuống rất nhiều. Tôi không biết bà có nghe và hiểu được những chia sẻ của tôi không, nhưng tôi tin là sẽ có những chuyển biến nào đó trong tâm hồn bà. Tôi cầu mong cho bà sớm nhận ra chân lý để bà được sống an yên và hạnh phúc. Trong những tháng này, nhiều giáo xứ, giáo họ trong Tổng giáo phận Hà Nội đang kiện toàn và bầu lại ban hành giáo mới theo quy định của bề trên giáo phận. Để những câu chuyện tương tự như tôi kể ở trên ít xảy ra hơn, tôi thiết tưởng điều mà các cha xứ nên làm là tổ chức tĩnh tâm cho giáo dân trước khi tiến hành bầu cử. Đây là điều mà tôi đã chưa làm được. Có lẽ vì thế mà mới có những thắc mắc chăng? Những người đi bầu cử và những người được bầu cần được Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn. Nói theo ngôn ngữ của bài viết này thì tất cả cần được Chúa chữa lành. Tôi và bạn đều là những con người không hoàn hảo. Chúng ta đều có những khiếm khuyết và yếu đuối. Chúng ta đều có bệnh và đều cần được chữa lành. Khi chúng ta nhìn thấy những khiếm khuyết của anh em thì đó không phải để chúng ta lên án, nhưng để chúng ta bao dung yêu thương và tha thứ. Thay vì chỉ trích, hãy dành thời gian cầu nguyện cho anh em mình. Hãy để cho Chúa Thánh Thần thổi một luồng gió mát vào tâm hồn mỗi người chúng ta. Hãy để cho Chúa Thánh Thần đốt lên ngọn lửa yêu mến trong lòng chúng ta. Hãy để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc đời chúng ta.
Một cách chắc chắn, chúng ta sẽ được chữa lành và có khả năng đi chữa lành cho anh chị em. Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!